Nỗi khổ lớn nhất khi mà phụ nữ mang thai có lẽ không phải là tăng cân, cũng không phải là ốm nghén, mà đó là rạn da. Bởi vì tăng cân thì có thể giảm cân, bị ốm nghén thì một khoảng thời gian các bạn cũng sẽ đỡ. Nhưng mà nếu các bạn bị rạn da thì có thể các bạn sẽ mang vết rạn này trong một khoảng thời gian rất là dài. Vì vậy trong video ngày hôm nay thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta phòng tránh cũng như là xử lý tình trạng rạn da tại nhà. Xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn lại quay trở lại với kênh YouTube của bác sĩ Nguyên. Và mình biết rằng có rất là nhiều bạn vừa mới đến với kênh YouTube của mình lần đầu tiên, thì mình xin giới thiệu, mình là Nguyên, bác sĩ da liễu. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ nói về vấn đề rạn da. Nhưng mình rất hy vọng các bạn có thể subscribe cho kênh YouTube này, bởi vì hàng ngày mình đều quay trở lại đây với một video mới giúp cho các bạn chăm sóc da của mình được tốt hơn. Các bạn nhớ nhấn vào nút quả chuông để khi mình ra video thì các bạn sẽ không bị bỏ lỡ nha. Quay trở lại với chủ đề video ngày hôm nay, đó là chủ đề về rạn da. Vậy thì trong phần đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về rạn da là gì, những đối tượng nào có khả năng bị rạn da và lý do vì sao mà các bạn bị rạn da. Và ở phần thứ hai thì bác sĩ Nguyên sẽ hướng dẫn cho mọi người cách để chúng ta dự phòng cũng như xử lý tình trạng rạn da tại nhà. Rạn da là một tình trạng đứt gãy các mô liên kết, đặc biệt là các sợi collagen, elastin, làm cho da của các bạn xuất hiện những cái vết nứt, có thể là màu đỏ, có thể là màu đen, thậm chí là màu trắng. Các bạn có thể tưởng tượng một cách đơn giản, đó là da của chúng ta như một sợi dây cao su. Da của chúng ta khi mà chưa bị rạn thì nó như một cái sợi dây cao su rất là đàn hồi. Nhưng mà khi vùng da đó bị rạn thì nó giống như là sợi dây cao su, nó đã bị giãn ra rồi, thì chúng ta sẽ rất là khó để làm cho sợi dây cao su trở nên đàn hồi trở lại. Và rạn da thì sẽ gặp ở mọi lứa tuổi. Nếu mà các bạn có một tình trạng tăng cân đột ngột thì sẽ gây nên tình trạng rạn da. Chẳng hạn như là phụ nữ mang thai, trẻ vị thành niên, những người béo phì hoặc thậm chí những người uống thuốc corticoid và bị một số cái hội chứng như là hội chứng Cushing, hội chứng Marfan. Những vị trí mà các bạn có thể bị rạn da như là vùng bụng này, vùng mông, vùng đùi và thậm chí ở cả vùng bắp tay. Bởi vì khi mà chúng ta tăng cân thì những vùng này là những cái vùng phát triển và nó rất là dễ bị đứt gãy những cái sợi collagen và hình thành nên vết rạn. Và một khi các bạn đã hình thành vết rạn rồi thì chúng ta sẽ xử lý rất là khó khăn. Thông thường các bạn điều trị rạn da thì chỉ đạt khoảng tầm 50-60% thôi. Nên cách tốt nhất để điều trị rạn da đó chính là dự phòng rạn da. Vậy thì chúng ta sẽ dự phòng rạn da như thế nào? Trong video này thì mình sẽ tập trung nói về đối tượng phụ nữ mang thai bị rạn da. Và mình hứa hẹn là sẽ làm thêm nhiều video khác nói về tình trạng rạn da ở độ tuổi thanh thiếu niên và cả ở những người béo phì. Tuy nhiên, nhìn chung thì cơ chế nó giống nhau và cách xử lý nó cũng tương tự nhau, nên các bạn cũng hoàn toàn có thể tham khảo video này. Để dự phòng rạn da đối với phụ nữ mang thai thì chúng ta cần có kế hoạch để dự phòng tình trạng rạn da này khi mà chúng ta chưa mang thai. Thì chúng ta phải làm gì? Việc đầu tiên đó là các bạn phải thường xuyên cung cấp độ ẩm cho làn da bằng những cái loại dầu dưỡng và dầu ngừa rạn. Những cái loại dầu rạn da này thì nó sẽ chứa những cái tinh dầu để giúp làm mềm, làm ẩm và phục hồi làn da, cũng như là chứa thêm những cái thành phần như là dầu ô liu, vitamin E để giúp da của các bạn chống oxy hóa. Ngoài ra thì có một loại thuốc rất là nổi tiếng mà các bạn có thể bôi để dự phòng rạn da, đó là tretinoin. Thì tretinoin là một dẫn xuất của vitamin A. Khi mà các bạn bôi lên da thì nó sẽ kích thích tăng sinh collagen và elastin. Mình cũng đã làm một video nói về tretinoin rồi, các bạn có thể xem video đó ở đây nha. Và khi mà các bạn bôi tretinoin thì chúng ta nhớ là chúng ta phải bôi trước khi mang thai khoảng vài tháng, sau đó các bạn ngưng khoảng 1-2 tháng rồi các bạn mới được mang thai, thì da của các bạn mới giảm được tình trạng rạn da. Và tretinoin thì không được sử dụng trong thời kỳ mang thai, nên các bạn nhớ ngưng nha. Vậy thì trong quá trình mang thai chúng ta phải làm gì để da của chúng ta không bị rạn? Thì bây giờ bác sĩ Nguyên cũng sẽ hướng dẫn cho các bạn hai bước rất là quan trọng để các bạn có thể dự phòng và ngăn chặn cái tình trạng bị rạn da. Bước 1 đó là các bạn tiếp tục bôi những cái dầu dưỡng dự phòng rạn da như trước khi mà các bạn chưa bị rạn thì các bạn đã phải bôi, và chúng ta cần phải bôi tiếp tục cái dầu dưỡng này duy trì cho đến khi mà chúng ta sinh em bé xong. Nếu sinh em bé xong mà các bạn bị rạn thì chúng ta lại tiếp tục bôi cái dầu dưỡng này. Tuy nó không phải là thuốc điều trị rạn da, tuy nhiên nó lại hỗ trợ cho cái việc phục hồi điều trị rạn rất là tốt. Bước thứ hai mà các bạn có thể làm để dự phòng rạn da đó là chúng ta phải kiểm soát được cân nặng khi mà mang thai. Tất nhiên là các bạn không thể ăn uống kiêng khem để da của các bạn không bị rạn, mà chúng ta cần phải kiểm soát cân nặng theo đúng với lịch trình khi mà các bạn mang thai.
3 tháng đầu thì chúng ta sẽ tăng khoảng 1 đến 2 kg, 3 tháng tiếp theo các bạn sẽ tăng 4 đến 5 kg và 3 tháng cuối cùng chúng ta sẽ tăng 5 đến 6 kg. Như vậy tổng của một quá trình mang thai thì các bạn sẽ tăng cân nặng khoảng từ 10 đến 12 kg là phù hợp. Và khi mà các bạn đã tăng cân theo đúng cái lộ trình này thì thông thường các bạn sẽ ít bị rạn da hơn. Tuy nhiên thì người ta thấy rằng có đến 80-90% phụ nữ mang thai thì sẽ bị rạn da. Nên nếu mà các bạn làm như vậy mà vẫn bị rạn da thì đó cũng là một chuyện hết sức bình thường. Các bạn có thể thấy có nhiều người tăng cân rất là nhiều nhưng mà người ta không bị rạn da, trong khi bạn chỉ tăng có vài ký nhưng mà nó lại bị rạn da, thì nó sẽ còn liên quan đến một yếu tố nữa, đó là yếu tố di truyền. Nếu bạn nào có mẹ của mình, ba của mình mà dễ bị rạn da khi mà mang thai thì khả năng cao á, các bạn cũng sẽ dễ bị rạn da hơn. Còn nếu mà các bạn có mẹ của mình không bị rạn da này và ba của mình cũng không bị rạn da này thì tim tốt cho các bạn là có khả năng cao các bạn cũng sẽ không bị rạn da. Thì như gia đình của bác sĩ Nguyên thì bà nội, bà ngoại cho đến mẹ thì đều không có tình trạng rạn da, nên mình rất là hy vọng là sau này khi mà mình mang thai thì mình cũng không bị rạn da. Vậy thì lỡ khi mà chúng ta bị rạn da rồi thì chúng ta sẽ xử lý tình trạng rạn da này như thế nào? Các bạn phải xác định được một điều, đó là điều trị rạn da rất là khó và hầu như là các bạn không thể nào phục hồi được 100%, mà chúng ta sẽ chuyển dần từ màu rạn da đỏ sang màu đen rồi màu trắng và dần dần chuyển về màu da, và nhìn nó tẹp vào da thì đỡ hơn chứ không phải là các bạn xóa đi hoàn toàn vết rạn. Bởi vì một khi collagen và elastin nó đã bị đứt gãy rồi thì không có cách nào để chúng ta có thể nối liền lại sợi collagen và elastin này nữa, mà chúng ta chỉ có cách là làm tăng sinh những cái sợi collagen ở vùng này, làm cho nó đan xen vào nhau và giúp cho da của các bạn trông có vẻ như là giống với một làn da chưa từng bị rạn. Vậy thì khi mà các bạn đã lỡ bị rạn da rồi và khi mà đã sinh em bé xong thì chúng ta sẽ tiếp tục dùng những cái dầu dưỡng rạn da để massage cho vùng bụng tiếp. Mỗi ngày các bạn cứ massage 2 lần sáng và tối để cho những cái tinh chất dưỡng chất này nó phục hồi làn da. Tuy nhiên những cái dầu dưỡng này thì nó chỉ có tính chất bổ trợ mà thôi. Một số loại dầu dưỡng thì nó sẽ có thêm những cái thành phần như là aroma, acid hyaluronic thì nó sẽ hỗ trợ rất là tốt cho quá trình điều trị rạn da. Tiếp theo đó là các bạn tiếp tục duy trì bôi tretinoin để kích thích tăng sinh collagen và elastin. Nhưng mà các bạn nên nhớ là chúng ta chỉ bôi tretinoin khi mà các bạn đã ngưng cho con bú. Còn trong quá trình mà các bạn đang mang thai hoặc cho con bú thì tuyệt đối chúng ta sẽ không sử dụng tretinoin, mặc dù tretinoin nó rất là hiệu quả. Tiếp theo nữa đó là các bạn có thể sử dụng những cái biện pháp công nghệ cao, chẳng hạn như là laser, tiêm PRP, lăng kim, rất là nhiều phương pháp như vậy. Và nhiều bạn sẽ hỏi bác sĩ Nguyên là phương pháp nào là hiệu quả nhất. Thực ra không có bất kỳ một phương pháp nào gọi là hiệu quả nhất cả, mà chỉ có phương pháp phù hợp. Và chúng ta phải phối hợp nhiều phương pháp với nhau thì da của chúng ta mới có thể cải thiện được. Khi mà các bạn muốn điều trị rạn thì bác sĩ thông thường sẽ kết hợp cả bôi dầu dưỡng rạn da, cấp ẩm và phục hồi cho làn da, bôi tretinoin và cả sử dụng những cái biện pháp công nghệ cao. Ngoài ra thì một lưu ý mà mình muốn nhắc với các bạn nữa, đó là các bạn nên bổ sung thêm những cái thực phẩm mà giàu collagen, ví dụ như là thịt, cá, nước hầm xương và những cái loại rau củ quả giàu vitamin C để cung cấp thêm nguyên liệu để tổng hợp nên sợi collagen. Và mình hy vọng là qua video này thì các bạn đã biết cách để dự phòng cũng như là xử trí tình trạng rạn da ngay tại nhà. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì các bạn nhớ like cho video, subscribe cho kênh YouTube của bác sĩ Nguyên và xem thêm nhiều video của bác sĩ Nguyên ở bên tay trái và bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp lại.